Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình ha. Ok, thì sáng hôm nay mình sẽ chia sẻ với mấy bạn cái vấn đề mà chọn cái con cá giống để mình nuôi á các bạn. Thì những cái bài chia sẻ của mình thì mình đã nói rồi, mình chỉ chia sẻ cho những anh em nào chưa biết chơi hoặc là đang chơi, đang tập chơi thôi nha. Còn những mấy bạn nào mà chuyên nghiệp rồi thì có coi video của mình thì thấy thiếu sót gì thì góp ý thêm cho mình nha, chứ đừng có ném đá. Mình làm clip chia sẻ là vui là chính, biết cái gì thì chia sẻ cho anh em. Cái hồ này là cái hồ bự này, nuôi bass là bèo quá trời mọi người. Cái hồ này mình phát mệt luôn á, cứ mỗi ngày hai ngày là mình phải lên, mình phải vớt bèo, vớt rất là mệt luôn, vớt bỏ rất là mệt. Hiện tại thì mình mới để một số cá này thì ở hồ này lúc trước hết rồi, giờ cá nhỏ nó mới lớn nè. Cái này chắc cũng được 3 tháng 3 mấy hơn rồi. Thì trước khi vô cái vấn đề chính thì mình muốn chia sẻ thêm mấy bạn, nhiều khi bạn nhầm con cá giống với lại con cá đẻ nha các bạn. Con cá đẻ đó thì cá đẻ thì nó lúc nào nó cũng bự, cái size nó bự, bụng nó bự, đó gọi là cá đẻ. Mấy con cá đó nhiều khi là cái form nó xấu thì nó được cái nó bự rồi đẻ thôi. Còn con cá giống thì là sao? Cá giống mấy bạn chọn cá giống về rồi mấy bạn cho đẻ thì những cái tiêu chí mà mấy bạn chọn cá giống là nó chọn nó phải phải đẹp nha mấy bạn, không cần nó bự, không cần nó to, không cần nó bự, mà mấy bạn chủ yếu chọn là chọn cái form á, chọn cái form cá ban đầu về á, rồi mình nuôi nó, rồi mình làm giống, mình gầy giống nó từ mấy con này ép cho nó đẻ, nó sẽ ra những cái con cá đẹp nhất có thể sau này. Thì chọn con cá giống nó như thế nào nó cũng có nhiều cách. Cái đầu tiên á thì mấy bạn phải cái yếu tố đầu tiên là mấy bạn phải hiểu rõ cái nguồn gốc của con cá này nó ở đâu, nó được nhập từ cái trại nào. Tốt nhất là mấy bạn đi mua, đi kiếm cá giống ở những cái trại mà uy tín hồi xưa giờ người ta bán á. Đó là một cái điều đầu tiên để mình chọn được cái con cá giống, được hiểu rõ được nguồn gốc nó được nhập ở đâu hoặc là nó lai tạo như thế nào. Mấy bạn kỹ hơn, mấy bạn hỏi chủ trại ở chỗ đó con cá này tiểu sử của con cá này thế nào ha, để khỏi bị lầm và mình chọn được cái giống, cái gen thật là tốt để mình lai tạo sau này. Đó. Có những bạn kỹ hơn nữa thì hỏi nữa cái con cá giống này là nó đã đẻ lứa nào hay chưa, rồi cái đẻ nhiều hay chưa, sợ trùng huyết thì nó trùng huyết đó mấy bạn. Nó trùng huyết thì nó đẻ ra càng ngày cá nó cũng không có đẹp. Thì các bạn mà chơi chuyên nghiệp rồi đó thì kiếm giống từ 2-3 trại hoặc là 3-4 trại trở lên nữa, các bạn lai tạo sau này con cá nó mới đẹp. Chứ mà con cá ở một trại mấy bạn lai ra sau này nó trùng huyết nó cũng hết đẹp con cá à. Đó. Thấy không? Cá của mình nuôi ở đây khỏe lắm, thấy chưa các bạn, sáng chưa cho ăn nữa, làm liếu xong đã cho ăn rồi. Thì nói về cái cách chọn cái con cá mà làm giống á, thì đầu tiên nãy mình nói là mình cái con cá giống khác cá đẻ khác ha, cá đẻ lúc nào nó cũng bự nữa. Còn cái tiêu chí mà chọn con cá giống của mình á thì nó tùy theo tùy dòng thôi. Mấy bạn chọn những ví dụ những cái dòng mà mình nói từ dòng bình thường trở lên trước đi ha. Những cái dòng mà bình thường á thì mấy bạn phải chọn con cá cái form nó thật chắc, thật khỏe, bơi này nọ nó lanh lẹ, cái form giống như là mấy con nào mà có đuôi to á thì mấy bạn chọn cái bảng đuôi của nó thật là to ha, con trống cái đuôi thật là to nè, rồi con mái cái đuôi nó cũng phải to, to không bằng con trống đâu nhưng mà nó phải xòe đều ra, cái vây lưng phải bự, mấy cái con mà bích đô sa phải chọn phải cái vây lưng phải bự
nhìn nó tướng tá nó phải đẹp đó, mấy bạn về mấy bạn làm giống. Còn những cái loại nào mà có tay bơi á, mấy bạn chọn những cái con nào mà có tay bơi to nè, rồi tay bơi đậm nè, tay bơi dài nè, giống như tay bơi bướm chẳng hạn đó, mấy bạn phải chọn con đó được đó. Những cái dòng tay tay to tay bướm đó, mấy bạn phải chọn con to và dài ha đó. Còn những cái dòng ri bông nữa, con mái ri bông mấy bạn phải chọn tụi nó là cái ri bông của nó phải thẳng, phải cong cong hơi chút xíu thôi, chứ đừng có rắc tơi tả hết. Chọn cái con đó, cái con mà mái cái như vậy á thì mốt nó đẻ ra thì nó cũng đẹp, đừng có chọn mấy con mà rách rưới te tua nhiều quá. Còn những cái dòng có phin cá mập sạc phin á thì các bạn chọn những cái dòng mà nó có phin nó cong hay là cong luôn, nhìn nó giống như chữ C vậy đó, người ta gọi là phin C. Thì mốt cá con của các bạn đẻ ra nó sẽ đẹp. Còn những cái dòng mà phin á, cái phin nó nhiều nhiều cá, những cái dòng phin nó không có đẹp, những cái vây cá mập nó không có đẹp, nhìn nó cũng bình thường đó mấy bạn đó. Những con cá nào mà full giống như những cái loại full là full black nè, full gold nè, full platinum nè, full red nè đó, những cái loại mà cá đơn sắc một màu á, là mấy bạn chọn những cái con cá nào giống như full red, mà mấy bạn chọn con trống nó đỏ thật là đỏ, đỏ từ đầu tới đuôi luôn, đầu tới đuôi tới vây này nọ luôn. Con mái mấy bạn có những cái con full red mái thì màu nó lạc lạc lắm, mấy bạn chọn giùm mình những cái con mà nó đỏ đậm thật là đỏ đó, những cái con đó là nó mới đẹp ha. Full black cũng vậy, chọn toàn thân màu đen luôn. Con mái nó cũng cái màu màu đen nó sậm 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 chứ không phải là màu đen sáng, như vậy là đúng chuẩn của nó đó. Nói chung là rất là nhiều kinh nghiệm mình để mình chọn con cá giống để về mình phối để cho nó sau này nó sẽ ra một cái con, nó cho ra những cái đời F1 F2 thật là đẹp, do mấy bạn chọn giống ban đầu thôi đúng không. À còn những cái con mà quên mình chưa nói tới, con mà có squalo nữa, cái đuôi tia đó mấy bạn, đuôi tia cái dòng đuôi tia mấy bạn chọn những cái con mà đuôi tia 4 5 tia trở lên càng tốt ha, hoặc là 3 tia thì cũng không sao, mà 4 5 tia trở lên càng tốt. Cái tia nó cũng phải đều phải đẹp chứ đừng có rách tơi tả quá, nhiều khi rách là nó cũng do tụi nó cắn nhau, bơi bơi lội cắn nhau vậy thôi. Nhưng mà mấy bạn nếu mà có cơ hội thì chọn những cái con đuôi tia đều và đẹp đó, nó sẽ đẻ ra những con rất là đẹp. Còn những cái dòng mà ráp này nọ cỏ đó, các bạn chọn những cái vân nó thật là đẹp ha, như vân nó chấm đều 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 đều, đều giống như con blue rat chẳng hạn đó, giống như con blue rat, các bạn chọn thật là đều cho mình. Đây mình quay qua sơ con blue rat cho các bạn xem nè, cái này là mình tuyển mấy con cá mà giống về mình nuôi chơi thử nè, các bạn thấy con trống không đẹp không, mà có một con như đang bị muốn teo đuôi rồi, để mình trị sao. Có con trống nè đuôi đẹp nè, rồi con mái Swallow luôn, quay không có con mái Swallow luôn mấy bạn đó, thấy không, mấy mái Swallow luôn, thấy không, 3 tia, con dưới này thì 2 tia, con trên 3 tia, lựa không có được 4 5 tia. Lấy cái này về nuôi thử nuôi chơi thôi đó, mình sẽ làm giống thử cái con đó chơi thôi. Rồi cái dòng ráp thì nãy mình nói rồi, những cái con cái chấm cỏ trên cái thân con cá trống đó, nó thật là nhiều, thật là đều và đậm đó. Thôi thì những cái mình biết những cái dòng đó thì mình nói những cái dòng đó thôi đó, và đây là cái tiêu chuẩn để mà mình tiêu chuẩn riêng của mình để mình chọn những cái làm giống thôi. Còn mấy bạn có những cái tiêu chuẩn những gì thì tùy mỗi bạn thôi, nhưng mà mình thấy hầu như là cái tiêu chuẩn chung là những cái nãy giờ cái mình nói là tiêu chuẩn chung để mình chọn cái giống đó mấy bạn, đúng không. Cái thứ hai nữa là mình giống như mình bỏ ra một số tiền thật là lớn để mình mua một cặp cá về, thì mình cũng phải chọn con cá nó cái form nó thật là đẹp đúng không, để nó xứng với cái tiền của mình. Ở trong đây thì cái hồ này thì
Cũng có nhiều cái con form đẹp lắm nè, để mình bắt thử cho bạn coi chơi thôi. Riêng mình thì mình thấy nó đẹp, còn mấy bạn thì sao không biết. Bắt thử cho bạn coi chơi thôi nha, bắt thử coi chơi rồi kết thúc clip ở đây được rồi. Bơi nhanh quá. Này là con mái. Để mình bắt thêm con trống nữa. Cái này mình không có cá nhiều thì mình chỉ đem dòng Lutobat ra mình làm ví dụ thôi hả các bạn ha. Đó. Đó. Đây, mình quay lên cho các bạn xem. Nè mấy bạn nhìn kỹ nè, cái con trống gen của mình nè, thấy không? Hai con trống gen nè, cái vây lưng nó cũng to nè. Rồi cái vây đuôi thì nó bung ra hết cỡ luôn. Cái bảng vây đuôi nó bung ra hết cỡ luôn. Cái này là BDS Ribbon luôn nha mọi người. Đó là con trống, mấy bạn thấy đẹp không? Cái màu sắc cái trên cái màu ở trên cái sống lưng của nó cũng full nữa, rất là đẹp. Còn con mái nè. Con mái thì cái chuẩn nhá, cái đuôi nó cũng phải bung nha, bung 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 bự ra nè, nó không có cần phải bung to giống như con trống, tại vì con mái nó chỉ bung như đây thôi, mà phải bung phải căng. Rồi cái vây lưng nè, vây lưng nó cũng cao cũng căng, sặc phin luôn đó. Phin như vậy đó mới gọi là phin ngon nè đó, thấy chưa? Đó, cái này là mình bắt chơi thôi, bắt cái phơm thôi, chứ còn cái màu sắc của con mái này mình cũng chưa có vừa lòng nữa, nó bị hơi vàng vàng chút xíu, phải bắt cái con nào mà xanh, thật là xanh nó mới gọi là Lutobat thôi các bạn. Đó, cái này là mình chỉ chọn mấy cái phơm cho các bạn soi thôi. Đó, theo cái này là tiêu chuẩn của mình, phơm này là phơm làm giống đẹp rồi nè, rất là đẹp luôn. Đó. Ok, thôi thả tụi nó lại. Lát chuẩn bị cho ăn. Thôi thì cái clip này mình quay thì nãy giờ nó cũng dài rồi đó mấy bạn. Thì mình chỉ có cá Lutobat nhiều thì mình lấy cái con Lutobat ra mình quay mình nói cho các bạn coi thôi. Còn đây là full Platinum của mình nè. Mấy con này bữa giờ ép cũng sắp đẻ rồi ha. Đó, thôi ok thì cái clip ở đây cũng dài rồi, mình không có nói nhiều nữa, nói nhiều nữa đâm ra nó không có hay. Thì mình xin kết thúc video clip ở đây ha mọi người ha. Mọi người nếu mà xem mà thấy cái video này nó hay, nó bổ ích đó, thì mọi người xem kênh YouTube của mình á, các bạn xem, các bạn chịu khó nếu mà thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký sub cho mình, rồi nhấn cái chuông kế bên á, khi nào có ra video tiếp theo á thì nó thông báo cho mọi người vô xem clip ha. Tại mà mình làm clip á nó cũng chưa có hay lắm đâu, nhưng mà mấy bạn ủng hộ tinh thần mình bằng cách đăng ký kênh mình đi, để mình có động lực làm những cái video tiếp theo. Ok, giờ thì chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Bye bye.